Đây chào anh em nha. Mình là Don Phan Hiếu. Số điện thoại 0977 896908 nha anh em. Hôm nay quay Sibon 2000 30.500.000 nha anh em. Thường thường xe có 295 à, bây giờ là hơn 1 triệu. Giờ máy móc cũng nó lên giá nha anh em, khó khăn lắm. Máy dịch tả này, cửa khẩu đồ nó không có cho nhập máy về được. Máy đang khan hiếm nha. Đó. 30.500.000 nha anh em. Xe mới ra. Sport 102. Dọn mới. 90%. Anh em nào mua xe liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình. Đó, mọi hỏng hóc bên máy móc là bên Hiếu sẽ bảo hành hết luôn nha anh em. Đây trong xăng pha nhất đó là Vivo. Ủ nhớt ạ. Tại xe để đêm qua tới giờ. Đây mình lấy cái tua vít nâng gam tay lên một chút. Ủ nhớt nha anh em. Mà anh em không cảm thấy mình đẹp bơm được. Anh em thông cảm nha. Nắng quá. Xe để qua đêm nó ù nhớt nha anh em. Anh em nẹt cái hay cái là nó hết à. Này xe mới ráp á, nhớt ở trong máy nó nhiều lắm. Ở đây xóm làng nó yên tĩnh nè. Mình không có nẹt bô được, anh em thông cảm. 30.500.000 nha anh em. Xe này canh xăng gió ngọt ngào. Nổ từng nhịp nha anh em. Đó, anh em đã mua xe liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình. Rồi, chào anh em nha.